Xin chào anh em. Trong thời gian gần đây, công nghệ blockchain đã trở thành từ khóa được nhiều sự chú ý, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực tài chính, y tế cho đến quản lý chuỗi cung ứng. Blockchain giúp tăng cường tính minh bạch, bảo mật và hiệu quả trong quy trình hoạt động của các ngành công nghiệp. Ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu về một nền tảng thú vị có kết hợp công nghệ blockchain trong mô hình vận hành, thanh toán quốc tế và cung cấp sản phẩm tốt cho sức khỏe con người. Đó chính là Nigella Chain. Lưu ý rằng đây là video đến từ nhà tài trợ. Anh em hãy tìm hiểu thật kỹ các thông tin trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào bất cứ dự án nào hay vào bất cứ công ty nào đang có mặt trên thị trường nhé. Hãy cùng bắt đầu tìm hiểu về dự án thú vị này nhé. Nigella Chain là một dự án của tổ chức Nigella World, được thành lập để giới thiệu hạt thì là đen với tiềm năng có ích cho sức khỏe con người, với hơn 250 sản phẩm và xuất khẩu đến 62 quốc gia. Nigella World đang tích hợp công nghệ blockchain vào mọi khía cạnh trong hoạt động của mình, từ quy trình sản xuất, thanh toán quốc tế đến giải quyết vấn đề hàng giả. Tất cả đều được xử lý một cách minh bạch và hiệu quả thông qua Nigella Chain. Cung cấp thêm cho anh em thông tin về hạt thì là đen, hay còn được gọi là Nigella Sativa, đã được biết đến từ lâu với nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Nó có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm và thậm chí hỗ trợ điều trị một số bệnh mãn tính như tiểu đường hay là cao huyết áp. Nigella World đã tận dụng những lợi ích này để phát triển các sản phẩm chất lượng cao và mang lại giá trị cho người tiêu dùng trên toàn cầu bằng cách sử dụng công nghệ blockchain. Nigella Chain không chỉ đảm bảo nguồn gốc và các sản phẩm từ hạt thì là đen mà còn nâng cao sự tin tưởng và minh bạch trong mắt người tiêu dùng. Nigella Chain không chỉ dừng lại với việc giới thiệu công nghệ blockchain vào ngành công nghiệp thực phẩm, mà còn phát triển một hệ sinh thái sản phẩm đa dạng nhằm tối ưu hóa và sự tiện lợi, an toàn cho người dùng. Cùng đi vào chi tiết các sản phẩm chính của Nigella Chain ngay bây giờ nhé. Thứ nhất là Clean Food. Đây là dự án blockchain đầu tiên trong lĩnh vực thực phẩm của Nigella Chain. Dự án này sử dụng công nghệ blockchain để theo dõi thực phẩm và quản lý chuỗi cung ứng. Người tiêu dùng có thể quét mã QR, NFT trên các sản phẩm thực phẩm như trái cây, rau củ để biết thông tin chi tiết về nguồn gốc, phân bón được sử dụng, ngày thu hoạch và lộ trình phân phối. Điều này không chỉ giúp đảm bảo tính minh bạch mà còn tăng cường niềm tin của người tiêu dùng vào chất lượng sản phẩm. Trong thời đại mà tính an toàn về thực phẩm và sức khỏe con người được nâng cao hơn, thì có lẽ đây là cách ứng dụng công nghệ blockchain vào đời sống khá là tốt của Nigella Chain, phải không nào? Tiếp theo là Nigella Pay, hệ thống thanh toán nội bộ trong hệ sinh thái. Người dùng có thể thực hiện các giao dịch như mua thực phẩm sạch, thu tiền thanh toán, đổi tiền, MLM và staking bằng cách sử dụng token Nigella. Điều này giúp đơn giản hóa các giao dịch và đảm bảo an toàn cho người dùng thông qua công nghệ blockchain. Thứ ba là sản phẩm Nigella Wallet, dùng để quản lý các tài sản crypto với giao diện thân thiện, tính năng bảo mật cao. Nigella Wallet cho phép người dùng lưu trữ, gửi và nhận các loại tiền điện tử một cách tiện lợi và an toàn. Nigella Stake cho phép chủ sở hữu khóa token Nigella trong một khoảng thời gian nhất định để đóng góp vào tính toàn vẹn của mạng lưới và đương nhiên rồi, đồng thời kiếm lợi nhuận. Staking giúp duy trì sự ổn định của hệ sinh thái Nigella Chain và khuyến khích người dùng tham gia vào việc phát triển mạng lưới. Nigella Swap cung cấp tính năng hoán đổi token nhanh chóng và an toàn trong chuỗi Nigella Chain. Người dùng có thể thực hiện các giao dịch trao đổi giữa các loại tiền điện tử một cách dễ dàng mà không cần phải rời khỏi hệ sinh thái của Nigella Chain. Cuối cùng là Nigella Diamond, nền tảng cung cấp các khóa học, bài kiểm tra và chứng nhận để người dùng có thể nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình trong lĩnh vực công nghệ blockchain và NFT. Đương nhiên rồi, không thể bỏ qua phần tokenomics của dự án này. Token của Nigella Chain là Nigella, hiện đang giao dịch ở mức 8,57 đô tại thời điểm làm video này. Token được thiết kế để tối ưu hóa lợi ích cho người dùng của mạng lưới. Hệ thống thì bao gồm các yếu tố chính như là staking, swap hay là các chương trình phần thưởng. Người dùng có thể khóa token Nigella trong một khoảng thời gian nhất định để nhận lại được phần thưởng. Điều này giúp tăng tính bảo mật và sự ổn định của mạng lưới. Nigella Swap cho phép người dùng trao đổi an toàn và nhanh chóng giữa các loại tiền điện tử, tạo ra tính thanh khoản cao cho hệ sinh thái. Về phần phân bổ token thì được public chi tiết nhằm đảm bảo sự phát triển của hệ sinh thái. 30% dành cho private sale. Khoảng 6 triệu đô la đã được raise từ sự kiện private sale của dự án. Tất cả các token này sẽ bị khóa trong vòng 12 tháng, 20% dành cho team và cố vấn, 25% để thúc đẩy và mở rộng sự phát triển của hệ sinh thái Nigella Chain, bao gồm các chương trình thưởng staking và chiến dịch marketing, 15% dành cho quỹ dự trữ để đối phó với các tình huống khẩn cấp hoặc các cơ hội đầu tư chiến lược. Cuối cùng là 10% token còn lại được phân bổ cho cộng đồng và các đối tác chiến lược nhằm khuyến khích cho sự tham gia và hỗ trợ từ các bên liên quan. Vừa rồi là những thông tin về Nigella Chain, có thể thấy rõ ràng tiềm năng và lợi ích mà dự án này có thể mang lại. Nigella Chain không chỉ giải quyết các vấn đề về tính minh bạch và an toàn trong ngành thực phẩm mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác như là Nigella Pay, Nigella Wallet, Nigella Swap, Nigella Stake hay là Nigella Diamond. Cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi hết video này. Nếu anh em có câu hỏi hay là chia sẻ nào, hãy để lại ở phần comment bên dưới nhé. Team mình sẽ giải đáp. Cảm ơn Nigella Chain đã tài trợ cho video ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.